Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mà mình nghĩ là anh em sẽ nhớ rất là lâu. Chiếc này là một chiếc của Christopher Watt UK và chắc chắn là chiếc này nó sẽ rất là đẹp. Anh em sẽ rất là nhung nhớ chiếc này. Mình cả năm vừa qua thì mình chỉ săn được có một chiếc thôi và mình sẽ mở hộp để anh em có thể thấy. Vẫn là hộp thường thấy của Christopher Watt với những cái logo hình chữ thập ở phía ngoài, đặc trưng của dòng. Và phía trong chúng ta như thường lệ sẽ có một cái hộp da rất là sang trọng và giấy tờ đi kèm ở dưới. Chúng ta sẽ có một cái, đây là cái khăn, và chúng ta sẽ có một cái phiếu gửi cho khách hàng mua sản phẩm. Và ngoài ra chúng ta sẽ có quyển sổ, và khi mình lật lên các bạn sẽ thấy nó có dòng C9 Moonface. Đây là một dòng rất là nổi tiếng của Christopher Watt, và chiếc C9 Moonface này được ra đời vào năm 2015, cuối 2015, và nó đã giành ngay giải là design cực kỳ đẹp, và nó được cái giải là design của năm với cái sản phẩm là C9 Moonface này. Các bạn sẽ thấy là đây là một dòng rất là tuyệt vời. Mình sẽ mở qua, đó, đây là màu xanh các bạn nhé, và mình sẽ mở qua cho các bạn. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có, đây là lịch về của mình là July 2017, rất là mới. Bây giờ mình quay là đầu 2018, mà thời gian mình ship từ Anh về nó phải mất 3-4 tuần. Cho nên là các bạn có thể thấy đây là lô mới nhất rồi. Chiếc này là C940 MPSWB, và các bạn có thể thấy là serial number của nó là 0452. Đó, và có chữ ký của kỹ thuật viên check ở đây. Chúng ta sẽ thấy là ở trên này nó sẽ có đầy đủ những cái thông tin về chiếc C9 Moonface. Các bạn sẽ tìm thấy ở đây, ví dụ như là độ chống nước 53 nó có ghi rõ. Tất cả sổ sách của chiếc C9 này thì đều được làm rất là tuyệt vời. Và Christopher thì rất là chú trọng trong cái việc mà làm. Đó, trong đây có đầy đủ hướng dẫn để cho các bạn có thể setting và chỉnh Moonface. Đó, các bạn có thể chỉnh Moonface rất là dễ dàng. Đó, rapid correction of the moon phase possible at any time without risk of damage the mechanism. Nó có nốt luôn là các bạn có thể chỉnh nhanh bất cứ lúc nào mà không sợ ảnh hưởng đến máy móc. Đó, rất là tuyệt vời với cái dòng mechanism của chiếc C9 này. Mình sẽ tạm thời bỏ ra và mở hộp nhanh siêu phẩm này để anh em có thể thấy. Đây là một chiếc có Moonface, dĩ nhiên rồi, tên nó là C9 Moonface, và Moonface của nó thì rất to và đẹp. Và đây chính là chiếc C9 Moonface mình muốn giới thiệu đến anh em. Đó, một cái dây da cá sấu xanh navy rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có luôn cả khóa bướm đi kèm. Với dòng C9 Moonface này, chúng ta sẽ có cái mặt dial tuyệt vời. Các bạn có thể thấy ngay ở phía ngoài là chúng ta sẽ có 12 cọc số. Và ở vị trí 3, 9, 12 là cọc số lâm mã. Các vị trí khác chúng ta sẽ có cọc số vạch. Đó, ở trong chúng ta có một cái lòng, và lòng này được làm hoa văn họa tiết cực kỳ tuyệt vời, và một cái Moonface to tổ chảng ở đây. Mình đã cố tình chỉnh Moonface cho nó ở cái góc vào ngày 16 âm, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó to cực kỳ to luôn. Và các bạn có thể thấy là khi mà mình quay cận cảnh như này thì cái Moonface của chiếc này nó giống như là bề mặt của mặt trăng thật. Nó được làm dập nổi rất là tuyệt. Theo như Christopher Watt có nói thì là cái đĩa Moonface này được hoàn thiện cực kỳ cầu kỳ với 3 lần dập nổi, và nó tạo nên cho cái bề mặt của cái mặt trăng này nó giống thật. Đó, và khi các bạn nhìn cái video này mình quay thì các bạn sẽ thấy là đây là một trong những cái Moonface đẹp nhất trong cái tầm giá của nó. Đó, ngoài ra thì bộ kim và cọc số màu vàng của chúng ta cũng tiệp màu với cả cái màu mặt trăng Moonface, rất là đẹp. Đó, ở phía xung quanh mặt trăng thì chúng ta sẽ có một cái nền màu xanh đậm, và các bạn sẽ thấy có những cái vì sao ở đây. Đó, nói chung là Christopher Watt làm cái phần Moonface này rất là đẹp và kỹ. Chiếc này của mình thì có size là 40mm và có độ dày vào khoảng 13mm. Các bạn thấy nó khá là dày do cái đĩa Moonface của chúng ta được làm rất là đẹp, và chiếc này có độ hoàn thiện cực kỳ cao. Khi mà mình quay các góc như này thì anh em có thể thấy là độ hoàn thiện của nó là vào ở top đỉnh luôn. Đó, và mình quay từng góc một, và các bạn có thể thấy là cái kính sapphire của em này rất là trong. Nó sử dụng kính sapphire nguyên khối và có lớp phủ AR08 anti-reflecting coating của Christopher Watt, cho nên là các bạn sẽ thấy nó trong vắt, cực kỳ tuyệt vời.
một chiếc đồng hồ Christopher Watch này C9 Moonface với giá bình thường khoảng 1.500 bảng Anh, về Việt Nam nó sẽ không dưới là 50 triệu. Và chiếc này mình săn sale được thì nó chỉ hơn 30 triệu một chút thôi. Cho nên là anh em có thể thấy. Mình muốn nói thêm về chiếc này, đó là chiếc này sử dụng máy mà Christopher Watch gọi là GG04. GG là viết tắt của Johann Jenker. Đây là cái nhà master, cái nhà nghệ nhân mà chế tác máy của Christopher Watch. Và chiếc máy này thì được làm dựa trên, được làm base trên chiếc máy ETA2836. Và các bạn sẽ thấy là với cái công sức bỏ ra của Johann và đội ngũ của Christopher Watch đã cho ra đời một chiếc máy C9 Moonface, máy GG04 mà có thể tính chính xác Moonface đến 128 năm. Đó, và đây là cái điều mà Christopher Watch cam đoan với cả khách hàng. Đó, và các bạn có thể thấy là với mức độ mà hoàn thiện và chú trọng đến bộ máy như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Và tất cả các sản phẩm Christopher Watch của ICS bán ra thì đều chưa có một lỗi nhỏ nào trục trặc. Có thể nói là cái nhà sản xuất này họ rất là chú trọng và cực kỳ chú trọng đến cái bộ máy của họ và chất lượng của sản phẩm họ bán ra. Đó. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có cái phần thân của chúng ta được đánh phay xước và chúng ta sẽ có cái logo CW được làm ở trên cái núm này. Đó. Và phía bên trái thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có một cái phần thân trống, nó được hoàn thiện cực kỳ tốt. Chất thép của Christopher Watch thì chắc các bạn đã xem nhiều video của ICS rồi, ICS không cần bàn cãi nữa. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có bộ máy như mình nói, GG04. Và đây là cái dây của nó, mình sẽ tạm thời phải bỏ cái dây này ra để cho anh em có thể ngắm được bộ máy nó rõ ràng. Khóa của chiếc này được làm như này cho nên là anh em sẽ mất thời gian một chút để bỏ ra. Đó. Khóa của chiếc này cũng được làm rất là đẹp, nó với logo CW được khắc ở phía trên. Và cái màu xanh của dây Navi nó sẽ hợp với cả màu xanh ở trong cái Moonface của chúng ta. Ở phía sau các bạn có thể thấy đây là bộ máy Caliber GG04 có được Christopher Watch in trang trọng trên cái củ văng ở phía sau, Caliber GG04 Moonface. Đó. Và số hiệu của chiếc này là 0452 giống như cái ở trong cái cuốn handbook mà mình vừa mới mở. Các bạn có thể thấy là máy của chiếc này thì nhìn qua thì chúng ta không thấy gì nhiều, tuy nhiên là Christopher Watch và Johann đã phải làm rất là nhiều, nghiên cứu rất là nhiều để cho ra đời một bộ máy có Moonface và có thể là chính xác trong 128 năm như vậy. Và các bạn có thể thấy là các cái ốc ở phía dưới thì được làm ốc xanh rồi, cũng tô điểm nên vẻ đẹp của máy này. Đó. Ở phía ngoài thì chúng ta còn thấy Caliber GG04 được in ở phía ngoài và dòng chữ Swissmade ở đây. Chiếc C9 này thì thực sự là với cái mặt của nó cực kỳ nổi bật. Và các bạn sẽ thấy là nó có một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Em nó thì sẽ phù hợp với tay của anh em khoảng 16.5 là đẹp nhất. Và hiện tại mình là tay 17.5. Mình sẽ lên tay thử để anh em có thể thấy. Với chiếc này thì các bạn sẽ thấy là nó rất là phù hợp với tay 16.5 trở lên. Đó, vì nó có cái độ dày khá khá cho nên là anh em nếu mà tay anh em bé khoảng 15.5 thì đeo chiếc này thì nó sẽ hơi khó một chút và hơi lệch một chút. Đó, cho nên là anh em nên lưu ý là tay 16.5 đeo chiếc này sẽ là đẹp nhất. Một điều nữa mình muốn nói đến cái chiếc này, lúc nãy mình quên chưa nói, đó là cái mặt, cái đĩa Moonface của chúng ta thì được làm một cái đĩa to và chúng ta sẽ có 3 lần hoàn thiện với 3 lần dập nổi và sau đó là sẽ được phủ một lớp nickel phía ngoài. Và các bạn kể cả cái phần lòng phía trong này, cái phần lòng mà các bạn nhìn thấy màu trắng đây, nó cũng được mạ một lớp nickel. Và ở đây chúng ta có vân guloche được đánh xoáy ấy, rất là đẹp. Đó, mình sẽ quay chi tiết hơn để anh em có thể ngắm nhìn được chiếc Christopher này. Bộ kim của em nó tuyệt đẹp, không có một lỗi lầm gì và tất cả cọc số nổi của chúng ta đều bắt sáng cực kỳ tốt. Cái Moonface thì mình không nói rồi, mình đã nói quá nhiều rồi, em nó rất là đẹp. Chúng ta sẽ có lịch ngày ở góc 6 giờ và lịch ngày này được làm ở trong một cái ô hình tròn rất là đẹp. Đó. Trên đây là cái video mà trên tay một chiếc C9 Moonface. Đây là một chiếc đồng hồ mà mình cảm thấy rất hài lòng và mình thấy rất là xứng đáng với cái tầm tiền hơn 30 triệu một chút. Với chất lượng của Thụy Sĩ và độ hoàn thiện của Thụy Sĩ cực đẹp, cùng với đó là cái moon cực kỳ to, giúp chúng ta có thể là nổi đeo chiếc này, chúng ta có thể nổi bật bất cứ lúc nào. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của ICS.